Hello everyone, welcome to I Learn Smart World 6. Today we will study Unit 1, Lesson 1, Period 2. Ở trong tiết học trước, các con đã học 6 từ vựng: pool, balcony, garage, yard, gym, apartment. Và chúng ta học cách để hỏi về căn hộ hay ngôi nhà của bạn của mình. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học thì hiện tại đơn và học cách để hỏi và mô tả về căn nhà. Trước khi chúng ta bắt đầu bài học, xin mời các con cùng ôn lại từ vựng chúng ta đã học trong tiết học trước. Now, listen and choose the right pictures. Yard. Yard. Which pictures is a yard? This one? Correct. Balcony. Balcony. Which pictures is the balcony? This one or this one? The second one. Correct. Garage. Garage. It is not the last one. Pool. Pool. Which pictures is the pool? This one? Correct. Apartment. Apartment. Which one is an apartment? This one? That's right. Correct. Gym. Gym. Absolutely the last one. Tell me the word. Number one, pool. That's right. Number two, apartment. This one. Gym. This one. Balcony. This one. Garage. And this one, yard. Now, let's start the lesson today. So today, you will study the grammar point, simple present. Before we begin, let's listen to the dialogue. Listen and repeat. Do you live in a house? No, I don't. I live in an apartment. Does your apartment have a pool? Yes, it does. Now listen and repeat after me. Do you live in a house? No, I don't. I live in an apartment. Does your apartment have a pool? Yes, it does. Nào, mời các con cùng nhìn vào đoạn hội thoại này. Khi chúng ta dùng chủ ngữ là you, thì chúng ta sẽ hỏi do you or does you? Do you? That's right. Và mình trả lời là I don't. Khi chúng ta hỏi là your apartment, chúng ta sẽ hỏi là do your apartment or does your apartment? What do you see here? Right. Các con thấy câu là does your apartment? Và mình trả lời là yes, it does. Vậy thì hiện tại đơn chúng ta dùng để làm gì? Chúng ta dùng thì hiện tại đơn để nói về những việc có thật, những việc luôn luôn đúng. Và cách dùng thì hiện tại đơn như sau. Các con thấy chúng ta có các chủ ngữ I, you, we, they, thì chúng ta sẽ dùng với động từ nguyên mẫu. Đối với các chủ ngữ còn lại, he, she, it, thì động từ chúng ta thêm s ở câu khẳng định. Đối với câu phủ định thì các chủ ngữ I, you, we, they, chúng ta sẽ dùng với chữ don't hay là do not. Còn với chủ ngữ còn lại, he, she, it, chúng ta dùng với doesn't hoặc là does not. Và lúc đó động từ sẽ quay về nguyên mẫu, chúng ta không thêm s nữa. Đối với dạng câu hỏi thì các chủ ngữ I, you, we, they, chúng ta sẽ mượn trợ động từ là do để đặt câu hỏi. Do you live in a house? Và trả lời là yes, I do, hoặc là no, I don't. Còn với các chủ ngữ còn lại như là he, she, it, chúng ta sẽ dùng trợ động does she live in a house? Does he live in a house? Và trả lời là yes, she does, or no, she doesn't. Lúc đó động từ quay về nguyên mẫu, chúng ta không chia thêm s hay es. Mời các con đọc cùng với thầy qua một lần. I live in an apartment. You live in an apartment. We live in an apartment. They live in an apartment. He lives in a house. She lives in a house.
It lives in a house. Next one, với câu phủ định. Thầy cung cấp chủ từ với con đọc câu nha. I don't live in a house. You don't live in a house. We don't live in a house. They don't live in a house. She doesn't live in a house. He doesn't live in a house. It doesn't live in a house. Đối với câu hỏi, do you live in a house? Do we live in a house? Do they live in a house? Does she live in a house? Does he live in a house? Does it live in a house? Đó là, vậy thì tóm tắt lại thì hiện tại đơn. Đối với các chủ ngữ I, you, we, they, chúng ta dùng động từ nguyên mẫu, không chia. He, she, is, chúng ta sẽ thêm s hoặc es vào phía sau động từ. Đối với câu phủ định, các chủ từ I, you, we, they, chúng ta dùng với lại trợ động từ don't hay là do not. Các chủ ngữ còn lại, he, she, it, chúng ta dùng với trợ động từ does not or doesn't. Còn đối với câu hỏi, chúng ta sẽ dùng do hoặc là does. Bây giờ mời các con làm thêm một số bài tập để chúng ta hiểu rõ hơn điểm văn phạm vừa rồi. Ví dụ câu số 1. My brother lives in the USA. My brother thì tương đương với chữ he, nên động từ mình sẽ chia là lives in the USA. Chúng ta cùng làm bài tập. Câu số 2. We have a dog or has. Have, bởi vì chữ we, chúng ta sẽ dùng động từ nguyên mẫu, không chia. Câu số 2. Does he live in Hanoi or does he lives in Hanoi? Which one do you choose? Live or lives? Live, that's right. Bởi vì đây là câu hỏi và mình mới muốn trợ động từ does. Nên động từ mình sẽ để nguyên. Và khi mình trả lời no, he doesn't. He lives in Huế. My house not have a yard. My house thì tương đương với lại chữ it. Và lúc này mình chia ở câu phủ định. Sẽ là gì ạ? Doesn't have or don't have. Doesn't have. Very good. Number 5. Do you live in a house? No, I don't. I lives or I live in an apartment. Đối với chủ ngữ là I, cái con sẽ chọn là lives or live. Live, that's right. Number 6. Do they have a car? Or do they have a car? Or do they has a car? What do you choose? Have. That's right. And yes, they do. Yes, they do. Chúng ta cùng qua một bài tập tiếp theo. Các con sẽ nhìn các cái từ ở phía bên này và đoạn hội thoại ở bên đây. Đối với từ gạch chéo, chúng con sẽ trả lời là no. Đối với dấu tick, các con sẽ trả lời là yes. Ví dụ, chúng ta cùng đọc câu đầu tiên. Excuse me, Alex, do you live in a house? No, I don't. I live in an apartment. Bởi vì chỗ này chữ house mình đánh đè dấu chéo là mình trả lời là no. Và apartment mình đánh dấu tick, mình trả lời là yes. Chúng ta cùng làm câu tiếp theo. Does your apartment have a gym? Look at this one. Yes or no? Yes. So you would say yes, it does. Or yes, it don't. Or yes, it do. Yes, it does. Next one. Does your apartment have a pool? A pool? Dấu gạch chéo. Mình trả lời là yes or no? No. So you would say, no, it don't. No, it doesn't. What do you choose? It doesn't, right? Good. Number 3. Does your apartment have a yard? A yard? Các bạn thấy dấu gạch chéo. What do you choose? No, it doesn't. Or no, it don't. Doesn't, right? No, it doesn't. And the last one. Does your apartment have a balcony? Balcony, you tick. Mình sẽ trả lời là yes. So you will say yes, it don't. Yes, it do. Or yes, it does. What do you choose? The last one, right? Yes, it does. Now, we will practice the conversation with me. I will be Jenny and you are Alex. Let's go. Excuse me, Alex. Do you have a house?
Does your apartment have a gym? Does your apartment have a pool? Does your apartment have a yard? Does your apartment have a balcony? Okay, we do it a second time. Now you are Jenny and I am Alex. No, I don't. I live in an apartment. Yes, it does. No, it doesn't. No, it doesn't. Yes, it does. We try one more time. Now, you don't have the answers right here, but you have to practice the conversation. I will be Jenny and you, Alex. Excuse me, Alex, do you live in a house? Does your apartment have a gym? Does your apartment have a pool? Does your apartment have a yard? Does your apartment have a balcony? Thank you very much. A point we have studied. Các con sẽ chọn giùm thầy những câu văn này, đọc lại những câu này và chọn giùm thầy xem đúng hay sai. My sister lives in Ho Chi Minh City. So my sister tương đương với chữ she. Vậy mình sẽ chọn là live or lives. Lives with S, right? But this one without S. So it's true or false? False. Or incorrect. The correct answer is lives. Mời các con cùng làm câu số 2. My house doesn't or my house don't. Doesn't, right? True or false? True. Doesn't have a yard. Next one. Does they live in a car? Or do they live in a car? Which one is correct? Do they live in a car is correct one. But this one is a does they live in the car. So this sentence is false. Right. Next one. I doesn't live in a house. Or I don't live in a house. I don't. So this sentence is false. The correct answer is don't. I don't live in a house. Do you have a dog? Do you have a dog? Các con thấy động từ này lạ không? Động từ này mình không có thêm S vào ha. Nên câu này đúng hay sai? Sai. False. Have, not haves. Tom's house has a yard and a pool. Tom's house thì tương đương với chữ it. Vậy động từ lúc này phải là has. Các con lưu ý động từ to have, mình sẽ chia thành là has. Vậy câu này đúng hay sai? Correct. True. Thank you very much. Well done. You did a good job. That I remind you to do earlier. Ở tiết học trước, thầy có giao cho các con làm phần bài tập ở trong workbook ở trang số 2. Bây giờ chúng ta cùng sửa bài tập nhé. Ở nội dung số 1, các con sẽ làm gì? Trước tiên chúng ta sẽ tìm số để điền vào đây. Và sau đó các con sẽ hoàn thành các cái từ ở phía dưới này. Vậy số này là bao nhiêu ạ? Vậy số này là số mấy? 18. Số này 30. Go on and we'll finish the homework. Chúng ta cùng kiểm tra xem mình làm đúng không nha. Từ số 1 là gym. Number 2, garage. Number 3, yard. Number 4, balcony. Number 5, pool. And number 6, apartment. Next one. We move to the second exercise. Chúng ta qua bài tập số 2. Các con hãy tìm từ ở trong này nha. Các con tìm được những từ nào? Chúng ta cùng tìm từ với thầy. Tìm được từ đầu tiên là gì ạ? Pool. That's right. Next one. Apartment. We have apartment right here. Okay. Apartment. What else? Garage. Garage. What else? Yard. Okay.
We have another word right here, yard. And what else? Balcony. Mm-hmm. We have one more word here, balcony. Right. Rồi, các con có làm đúng phần này không? Chúng ta cùng kiểm tra đáp án nha. That's right. You have balcony, yard, garage, gym, pool, and apartment. Chúng ta cùng qua bài tập tiếp theo. Now, ở bài tập này. My mother goes to the gym twice a week. Does your apartment have a... Does your apartment have a gym? Does your apartment have a balcony? Vậy mình sẽ có nhiều chọn lựa chỗ này, nên câu này chúng ta sẽ để làm sau. Qua câu số 3. Did you park your car in the... Vậy chỗ này mình chỉ còn từ gì thôi ạ? Garage, right? Câu số 4. Does your house have a big... Và câu trả lời, mình xem câu trả lời để mình chọn đáp án. Yes, it does. We plant trees and flowers here. Vậy chỗ nào mình có thể trồng cây và hoa? Yard, right? So the right answer will be a big yard. We asked for a hotel room with a... Vậy thì chỗ này mình có thể chọn là gì? A gym, a balcony. That's right. Number 6. Our is small and has two bedrooms. Vậy chỗ này mình sẽ chọn từ gì? Apartment. Vậy mình đã chọn các từ gym, garage, yard, apartment. Chúng ta còn hai từ nữa là gì ạ? Pool and balcony. Rồi chúng ta có thể tự bỏ từ pool. Does your apartment have a pool? And we asked for a hotel room with a balcony. Chúng ta cùng kiểm tra đáp án. Number 1, gym. Number 2, pool. Number 3, garage. Correct, right? Number 4, yard. Number 5, balcony. And number 6, apartment. All right. Và chúng ta sẽ sửa bài tập trong tiết học sau. Ở phần đầu tiên là listen and match. Các con về nhà chúng ta cùng làm phần nghe này. Phần tiếp theo là grammar. Trong phần grammar này, các con sẽ đọc và khoanh tròn từ đúng. Ví dụ, excuse me. Could I ask you some questions? Yes or no? Và mình đi với chữ sure. Nếu sure thì mình phải chọn chữ gì ạ? Yes. Các con sẽ làm những phần tương tự trong phần còn lại. Bài tập tiếp theo, chúng ta sẽ có phần viết câu hỏi và trả lời với các từ gợi ý ở đây. Các con sẽ nhìn vào căn hộ ở bên này với các từ gợi ý để chúng ta đặt câu hỏi và sử dụng thì hiện tại đơn các con mới học với thầy. Ở nhà, các con hãy dành thêm thời gian để làm phần bài tập trong phần workbook để chơi các game trong các phần mềm trò chơi tương tác để ôn tập lại từ vựng và cấu trúc các con đã học với thầy ngày hôm nay. Thank you very much for joining our lesson. Goodbye.